Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và cuối cùng ngày này đã đến rồi các bạn. Đây là cái ngày mà chúng ta đã chờ đợi hơn một tháng qua, cái ngày mà Fed công bố lãi suất. Tôi nghĩ là cho tới thời điểm này, rất nhiều bạn đã biết là Fed đã có quyết định gì rồi và Thuận đã chia sẻ rất nhiều những thông tin trên mạng xã hội nhưng mà tôi sẽ dành thời gian à, một phần của video này để mà bình luận một chút về vấn đề này và phản thị trường ra sao như các bạn cần nên biết kế tiếp chúng ta cũng sẽ nói về tình hình ngân hàng à, cộng với là chúng ta có một cái thông tin đến từ SEC là họ muốn kiện sàn Coinbase và lý do tại sao và họ kiện cả Justin Sun của Tron nữa thì những chi tiết như thế nào chúng ta cũng sẽ nói đến cộng với lại cái thông tin liên quan đến CBDC các bạn hôm nay chúng ta lại tiếp tục thấy một số thông tin mới hơn liên quan tới tiền kỹ thuật số quốc gia tại Hoa Kỳ và cuối cùng là một số những thông tin nổi bật mà tôi nghĩ là các bạn cũng nên quan tâm đến. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay liên quan tới Fed. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ thì ít nhiều gì cũng cho các bạn thấy được là những nhà đầu tư có suy nghĩ gì sau khi mà Fed đã chia sẻ là sẽ tăng lãi suất 0.25%. Chúng ta đã nhìn thấy được là cái ba chỉ số xuống rất là nhiều các bạn, cái ba chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó thì xuống khoảng chừng là 1.6% 1.6% có thể là không nhiều trong thị crypto nhưng mà những chỉ số lớn này đó đây là một con số không hề nhỏ các bạn Nói chung thị trường rất là tiêu cực sau khi mà có thông tin và cái lời chia sẻ đến từ Fed Tại sao chúng ta sẽ nói tới chi tiết một lát nữa Nhưng mà bây giờ pre-market thì đã ổn định một chút các bạn Các bạn thấy chúng ta đang có một sự hồi phục nhẹ trong thị trường pre-market hợp đồng tương lai của chứng khoán hiện tại À, còn về những cái mặt hàng như là vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được hôm nay có sự tăng trưởng là 1.42%. Vàng ở mức là 1.977 chúng ta đã rất gần để tiến tới 2.000 đô cho một ounce vàng rồi các bạn. Còn về dầu thì sao? Hợp đồng dầu thì hôm nay đã trở lại 70 đô các bạn. 70 đô 11 cent cho một thùng dầu. Nói chung đây vẫn là một mức thấp trong vòng mấy tháng qua còn về crypto thì sao các bạn có thể là nhiều bạn theo dõi à, ngày hôm nay thì cảm thấy được là crypto hôm nay cũng có một cái đợt xuống mạnh nhưng mà theo con cái cầu ra thì trong vòng 24 giờ qua các bạn thì được là tổng số vốn hóa thì xuống 2.4% chúng ta vẫn ở cái mức khoảng chừng là 1.2 nghìn tỷ với tổng số vốn hóa phần trăm btc đó vẫn cao ở mức là 44.6% các bạn và btc ngày hôm nay đó thì giảm 2.3% chúng ta có ethereum giảm 3% XRP hôm nay giảm nhiều, các bạn giảm tới 8. 7 phần trăm. Nhưng mà XRP thì các bạn đã biết là ngày hôm qua cũng có một cái sự tăng trưởng liên quan tới một cái tin đồn là có khả năng chúng ta sẽ có một cái thông báo đến từ thẩm phán liên quan tới cái sự kiện à, giữa Ripple và SEC. Nhưng mà đó cũng vẫn là một tin đồn mà thôi, các bạn. Cho nên à, hôm nay có thể là nhiều người à, đã coi như là không có còn chắc chắn nữa các bạn thấy được chúng ta đã có cái sự giảm là 8.7% nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đó thì XRP vẫn tăng 16.9% những đồng khác thì cũng tương tự các bạn phần lớn cái đồng đều giảm khoảng chừng là 2 tới 3% thì 2 tới 3% cũng không phải là một cái phần trăm giảm coi như là nhiều trong thị trường crypto này và nếu chúng ta nhìn cái giá hiện bây giờ của BTC là ở mức 27.430 đô thì trước khi mà có thông tin của Fed đó, tối ngày hôm qua thì cái mức giá cũng cơ này mà thôi các bạn nói chung thì giá hiện bây giờ so với lại cái mức giá tối hôm qua trước khi đi ngủ đó, nó cũng cỡ đó mà thôi chỉ là hồi sáng này đó, chúng ta thực là có nhiều cái à, sự hào hứng liên quan tới lãi suất của Fed dẫn đến là giá cả đã có một lần đẩy lên tới mức là gần như 29.000 đô các bạn, nhất là sau khi chúng ta nghe cái thông báo là Fed tăng lãi suất là 0.25% và tôi sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết nhưng mà nói chung đó, thì Fed nói là có khả năng là chúng ta sẽ không thấy thêm một đợt tăng lãi suất trong tháng tới nữa nhưng mà sau đó thì các bạn được là Fed bắt đầu chia sẻ thì những cái từ tăng trưởng đó đó đã trả trở về như là ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy được là đã có một cái thời gian ngắn giá BDC giảm xuống tới 26.675 trước khi mà hồi phục trở lại bây giờ ta vẫn giữ trên cái mức là 27.000 đô hiện tại và chúng ta sẽ bắt đầu nói tới những gì mà Fed sẽ chia sẻ ngày hôm nay thì nói tóm tắt lại đó là như thế này Fed nói là hôm nay chúng tôi quyết định tăng lãi suất cộng 0.25%. Cái phần trăm tăng này đó cũng như là nhiều người đã dự đoán trước rồi các bạn. Thật ra tăng 0.25 không phải là cái gì đó khiến cho ai bất ngờ đâu. Cũng như là nhiều người cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà cái điều mà khiến cho nhiều người cảm thấy là không an tâm đó chính là khi mà Fed bắt đầu chia sẻ đó thì lại cảm thấy được là hầu như càng nghe càng không hiểu là Fed đang coi định như thế nào. Thì đây là một cái bản tóm tắt mà Thuận muốn gửi đến các bạn. Đây là Thuận tự chia sẻ mà thôi chứ không phải là nguyên văn của Fed nhưng mà ý nghĩa là cũng là như vậy chúng tôi tăng lãi suất 0.25% vì chúng tôi cảm thấy hợp lý nhưng mà sau này đó có tăng nữa hay không thì cũng không biết đó là điều đầu tiên mà Fed chia sẻ cái đó đó thì Fed nói là chúng tôi đang quan sát các ngân hàng về thật sự đang xảy ra chuyện gì hiện giờ đó chúng tôi cũng không biết đó là điều thứ nhì điều thứ ba Fed nói là chúng tôi À, không tăng lãi suất nữa chúng tôi sẽ áp dụng một số biện pháp khác là siết chặt quy định cho vay nhưng mà làm như vậy đó có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế chúng tôi cũng không biết và có hiệu quả hay không đó thì cũng không rõ đó là điều thứ ba điều thứ tư phép nói đó là nếu như không hiệu quả thì chúng tôi lại phải trở lại tăng lãi suất nữa các bạn tăng đến mức nào thì cũng không biết tóm lại đó là không biết và làm ơn đừng hỏi tôi khi nào mới giảm lãi sức nữa Tóm lại đây là gì mà Fed chia sẻ các bạn Những nhà đầu tư thì đương nhiên là ngơ ngác Tại vì cảm thấy được là Fed càng chia sẻ Thì người ta càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra Có thể là thuận chia sẻ cái này Các bạn cảm thấy là thuận chia sẻ để cho vui Nhưng mà thật ra đó những bài nào mà xem cái buổi họp báo của Fed các bạn đều sẽ biết được đây thực sự là sự thật những gì mà thuận chia sẻ đây đó là một cái tóm tắt uh, về những gì mà Fed đã nói liên quan tới những câu hỏi về Fed sẽ có những quyết định như thế nào và bây giờ chúng ta bắt đầu hãy đi vào một số chi tiết đi thì uh, chúng ta cũng đã biết đó là Fed tăng 0.25 và sau đó đó thì uh, trước khi có cuộc họp báo đó cũng đã có thông tin từ văn bản họp nói là Fed lưu ý rằng sau này có tăng nữa hay không đó thì không chắc tùy phần lớn vào dữ liệu sắp tới cái này là trước khi mà có cuộc họp báo các bạn thì nhiều người cũng rất là hào hứng khi mà nghe cái thông tin này đó cuối cùng chúng ta cũng đã biết là fed đã không nghĩ đến là sẽ tăng lãi suất nữa tại vì cái từ ngữ này đó, nó khác với lại cái văn bản của cái cuộc họp trước đó trước đó đó thì các bạn nên biết đó là fed nói khác một chút fed nói là sự gia tăng lãi suất sẽ tiếp tục cho đến khi nào làm phát quản lý mới thôi. Bây giờ đây thì Fed nói là quỹ ban dự đoán rằng một số biện pháp củng cố chính sách bổ sung có thể phù hợp để đạt được lập trường chính sách tiền tệ đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại 2% trong thời gian. Thì đây là một cái lời nói nó xa hoa một chút nhưng mà trên thực tế đó đơn giản là Fed nói là chúng tôi khi mà không tăng lãi suất nữa thì chúng ta phải tìm một cái biện pháp khác để mà đẩy lạm phát và biện pháp đó là gì thì sau khi mà có cuộc họp báo đó nhiều người hỏi thì fed cũng đã phải nói là fed đã có một ý định là sẽ siết chặt quy định cho vay thì khi mà có thông tin này đó trước khi có cuộc họp báo thì nhiều người đã cho là fed giọng điều sẽ bầu câu mềm mại dễ nghe và khi mà Fed bắt đầu họp báo đó thì mới đầu à, thường cảm thấy đợt Fed cũng đang cố à, cũng cố lòng tin của mọi người bằng cách là Fed tỏ ra là bình thản và đây là một cái cuộc họp báo à, cho một cái đợt họp của Fed như tất cả những cuộc họp trước đó nhưng mà thật ra đương nhiên là không phải rồi các bạn chúng ta vừa xảy ra và vẫn đang à, có một sự cố rất lớn liên quan tới ngân hàng ở Hoa Kỳ à, cho nên à, cái cuộc họp này nó không giống như những cái cuộc họp trước đó và nhanh chóng chúng ta đã nhận được là giọng điệu của Fed ngày hôm nay đang nếu nói là Hawkers thì cũng không hẳn là nhiều hâu lắm nhưng mà nếu nói là dovis có nghĩa là bầu câu thì cũng không phải là bầu câu các bạn cái giọng điệu của fed đó, có thể nói được là nó lẫn lộn với nhau và nó gây cái sự hỗn loạn rõ ràng là fed không có tự tin vì những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay không giống như những lần trước các bạn những lần trước thì fed rất tự tin các bạn đã biết là fed liên tục nói là chúng tôi sẽ hoàn toàn không trùng bước chúng tôi sẽ tăng lãi suất tăng lãi suất tăng tới mức nào rất là tự tin nhưng mà đợt này thì không phải như vậy để Hương chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và trước khi mà chúng ta tiếp tục đây, thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn giao dịch nhiều bạn cũng đã biết đến là sàn giao dịch coinex và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay CoinX đã ra mắt chiến lược Spot Grid hay còn gọi là giao thức lưới với các tính năng. Thứ nhất là thoải mái đặt lệnh tự động, giúp các nhà giao dịch tận dụng cơ hội giao dịch, giảm chi phí vận hành và dễ dàng kiếm được doanh thu trong điều kiện thị trường biến động. Thứ hai, đầu tư, hợp lý bằng cách sử dụng khớp lệnh tự động, các lệnh được đặt và thực hiện tự động, giúp bạn không bị tâm lý do những biến động của thị trường gây ra, do đó giảm thiểu rủi ro giao dịch và giúp việc bạn đầu tư trở nên khoa học và khách quan hơn. Và điều thứ ba là tích lũy lợi nhuận thông qua trên lệch giá, nghĩa là đặt định bán ở vị thế khá cao để có thể thực hiện lệnh này khi mà giá tăng và mua ở vị thế thấp khi mà giá giảm và quay trở lại. Bằng cách này ra nhiều lợi nhuận được tích lũy thông qua liên tục bán cao và giờ mua thấp. Để sử dụng đó các bạn đăng nhập vào trang web chính thức của CoinEx, nhấp vào tài chính trên trang điều hướng trên cùng, nhấp vào chiến lược giao dịch bạn sẽ thấy Sport nhưng Nếu nào quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thì thường sẽ để các link liên quan ở phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Coax. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì fed mở đầu cái uh, cuộc họp báo đó bắt đầu nói về sự kiện ngân hàng và chủ yếu là biện luận cho như đang xảy ra tại vì bây giờ có rất nhiều người đổ lỗi đó là fed đã chờ đợi quá lâu để mà tăng lãi suất cho nên khi tăng lãi suất nên thì lại tăng quá nhanh và vì lý do đó dẫn đến là ngân hàng sụp đổ bây giờ tại vì họ lưu trữ quá nhiều công trái phiếu lãi suất tăng quá nhanh khiến cho công trái phiếu mất giá khiến cho là ngân hàng gặp vấn đề như bây giờ nhưng mà fed thì bắt đầu là nói về những cái sự kiện gần đây và biện luận đó là không lý do tại sao chúng tôi phải tăng lãi suất như vậy đó là điều có lý do hết là tại vì à, lạm phát quá cao nhưng mà thị trường việc làm vẫn tốt vân vân những gì chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi và fed nói là fed và bộ tài chính đang hỗ trợ và fed đang cho các ngân hàng vay và hệ thống ngân hàng vẫn đang an toàn nhưng mà có thật sự an toàn hay không đó thì cũng không chắc đâu các bạn để thường chia sẻ thêm một thông tin liên quan tới bộ tài chính một lát nữa và fed nói là fed sẽ làm tất cả gì có thể để bảo vệ hệ thống ngân hàng thì fed có thể làm gì được các bạn thì đương nhiên fed chỉ có thể là thu mua công trái phiếu hay là à, lấy công trái phiếu đó làm thế chấp rồi cho họ vay mà thôi nghĩa là tiền vẫn phải in ra chứ còn à, bộ tài chính hay là FDIC thì cũng đâu có tiền nhiều như vậy các bạn ngân hàng cần rất nhiều tiền. Rồi kế đó đó Fed nói là Fed đã học được bài học từ sự kiện ngân hàng gần đây và sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Thì khi nghe tới đây đang nhiều người cũng rất là hào hứng các bạn, có nghĩa là Fed sẽ có giọng điệu mềm mại hơn, sẽ có những cái biện pháp mà không cứng rắn quá. Tới thời điểm này đây, thị trường vẫn còn rất là tốt. Chúng ta đang ở mức là khoảng chừng hơn 28.000 đô. Thì sau đó chuyện gì đã xảy ra khiến cho là giá cả của BTC đi từ hơn 28.000 trở xuống chỉ còn khoảng chừng là 26.700 trước khi hồi phục lại mức là 27.400 như thời điểm hiện tại thì sau đó đó Fed bắt đầu lại tiếp tục à, những dòng điệu như là lạm phát vẫn còn đang rất là cao nhưng mà kỳ vọng lạm phát dài hạn đó thì vẫn như vậy vẫn nghĩ là sẽ rất tốt lạm phát sẽ giảm theo uh, thời gian và trong đợt này da, Fed sẽ tăng lãi suất 0.25% tại vì đây là cái phần trăm lãi suất hợp lý và thường cũng đã từng uh, chia sẻ với các bạn các bạn thông rồi tôi nghĩ là tăng 0.25 là cái quyết định an toàn nhất của Fed tăng 0.5 thì có thể là người hàng chịu không nổi mà không tăng uh, thì uh, sẽ khiến cho những gì mà Fed đã từng nói trước đây đó, coi như là tăng tành hết tại vì người ta sẽ không còn tin nữa cho nên tăng 0.25 là cái phần trăm tăng trưởng gọi là an toàn nhất Fed đã lựa chọn cái con đường an toàn này. Rồi kế đó đó, Fed nói là à, hiện bây giờ tình hình ngân hàng đó vẫn chưa có rõ ràng và Fed vẫn đang điều tra coi chuyện đã xảy ra. Nhiều người cho là đây là chỉ là một cái câu nói để giống như che đậy và không muốn người khác đổ lỗi cho mình mà thôi chứ còn Fed và mọi người đều hiểu tại sao mà những ngân hàng này sụp đổ. À, và Fed nói là vì lý do những ngân hàng này đã đang gặp vấn đề và Fed đã nói là sẽ hỗ trợ ngân hàng cho nên sẽ quyết định là tăng 0.25% ngày hôm nay nhưng mà kế tiếp có tăng hay không đó thì uh, tùy theo tình hình mà thôi có nghĩa là fed đã không còn suy nghĩ là sẽ tiếp tục tăng tiếp tục tăng cho đến khi nào mà lãi suất bị đẩy lùi và fed sẽ đi tìm kiếm thêm những cái uh, cách khác để mình đẩy lùi lạm phát nếu như mà không giữ vào lãi suất nữa thì đương nhiên các bạn đã biết là những cách đó là gì rồi mới đầu thì uh, mọi người nghĩ là có thể là sẽ giữ lãi suất cao một thời gian dài hơn nhưng mà fed nói là không Fed sẽ thực hiện một chính sách mới là sẽ siết chặt cái quy định cho vay của những ngân hàng và sau đó là cái cuộc hỏi đáp đến từ những phóng viên thì đương nhiên những phóng viên đó các bạn đã biết là đều muốn biết những gì chúng ta biết là Fed sẽ tăng tới khi nào đợt kế tiếp không tăng rồi khi nào mới quay đầu và tình hình ngân hàng đó thì Fed có hỗ trợ 100% hay là không tiền có tiếp tục in ra nữa hay là không tất cả những gì mà chúng ta đều muốn biết đương nhiên phóng viên cũng đều muốn biết tại vì họ À, đi đến đó để mà họ hỏi Fed rồi họ viết bài cho chúng ta đọc mà Thì đương nhiên những phóng viên đó họ sẽ điều hỏi những câu hỏi xoay quanh những cái đề tài đó Và các bạn có thể thấy được là có rất nhiều phóng viên Nhưng mà thật ra đó một cái đề tài người ta hỏi tới ba bốn lần lần để hỏi nhiều cách Xem coi là Fed trả là có giống nhau hay là không Hay là có thể môi thêm tin tức gì hay là không Thì câu hỏi đầu tiên đó là đương nhiên liên quan tới tình hình ngân hàng hiện tại Thì Fed vẫn nói là Fed đang quan sát diễn biến Nhưng mà tình hình thì bây giờ đã đối với Fed là đã ổn định rồi những ngày qua đó thì các quan chức của Fed đã nghĩ đến ngưng tăng lãi suất đó đã là một điều mà uh, đã nghĩ đến cho cái đợt này nhưng mà cuối cùng đó thì vẫn quyết định tăng 0.25 uh, vì tình hình việc làm vẫn tốt nhưng mà lý do thật sự thường đây <laughs> chia sẻ với bạn rồi tôi nghĩ là phải tăng mà thôi đây là cái quyết định an toàn nhất cho Fed trong cuộc họp này và câu hỏi kế tiếp là làm ơn giải thích tăng lãi suất và các biện pháp siết chặt khác là như thế nào à, thì như thường đã chia sẻ đó cuối cùng Fed nói là sẽ siết chặt tín dụng siết chặt quy định cho vay và điều này đã khiến cho nhiều người lại càng có thêm nhiều câu hỏi nữa lý do đó, đơn giản thôi các bạn ngân hàng gặp sự cố ngày hôm nay là một lãi suất tăng quá nhanh khiến cho công trái phiếu của họ bị lộ người ta rút tiền rồi họ phải bán công trái phiếu với cái mức lỗ thứ nhì nữa đó là lãi suất tăng nhanh À, khiến cho bây giờ cái kinh tế nó đang trong tình trạng gọi là không có như xưa nữa Người ta không có đi vay mượn tiền để mua nhà mua xe nhiều như trước đó Người ta cũng không có nhu cầu à, vay mượn tiền để mà mở rộng công ty làm ăn Cho nên các bạn được là ngân hàng đã bị cả hai Lãi suất tăng cao cộng với lại cái nhu cầu à, cho vay đó không có nhiều Và đương nhiên tình hình không có tốt thì đương nhiên người ta sẽ không có gửi nhiều Cho nên ngân hàng đang gặp khó khăn vì cái lý do đó Chứ nếu như mà người ta vẫn đến vay, người ta vẫn đến gửi tiền Thì cho dù là lãi suất tăng cao không chi phí bị lỗ ngân hàng vẫn trụ được. Nhưng mà bây giờ đã cả hai điều đó điều khiển ngân hàng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ Fed nói là sẽ chuyển qua không tăng lãi suất nữa. Sau cái đợt này, nếu như mà đó là sự thật, đó, mà bây giờ Fed chuyển qua để mà siết chặt tín dụng, thì chẳng khác gì lại làm ngân hàng lại càng khó khăn nữa. Bây giờ họ đã không có nhiều người tới vay ngân hàng, cái nhu cầu đó đã rất thấp rồi. Bây giờ siết chặt cái quy định cho vay, thì những người mà đến vay họ lại càng khó khăn hơn để mượn được. À, tiền nữa thì chẳng khác gì làm ngân hàng lại càng khó khăn hơn cho nên rất nhiều người à, có cái sự nghi ngờ với lại cái quyết định này của Fed các bạn có phải đây là một cái điều mà có thể dẫn đến khả năng đẩy lùi lạm phát hay là không hay là sẽ dẫn đến chúng ta đi vào suy thoái nhanh hơn nữa và bây giờ Fed thì cũng không có nói gì hết ngoài trừ là Fed vẫn chưa biết Kết quả sẽ ra sao nếu như mà chuyển qua siết chặt tín dụng, siết chặt cái à, quy định cho vay thì à, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế? Phải cũng không biết, phải chỉ biết là có khả năng à, là sẽ dẫn đến nền kinh tế sẽ chậm lại mà thôi. Cho nên người ta cũng rất là nghi ngờ các bạn, tại vì nếu như mà có thể không tăng lãi suất mà giảm được phần trăm lạm phát thì Fed đã thực hiện kế hoạch đó rồi chứ đâu có tiếp tục tăng lãi suất nhiều như vậy khiến cho tình hình bây giờ bất ổn đâu cho nên cái sự ủng hộ về quyết định này của Fed tôi cảm thấy là có rất nhiều người đang rất nghi ngờ bản đơn thân thường cũng đang rất nghi ngờ về kế hoạch này tôi nghĩ là kế hoạch này sẽ không có kết quả tốt đâu hy vọng là thường đoán sai nhưng mà câu hỏi kế tiếp đó là người ta muốn biết là Fed làm ơn cho biết lý do tại sao mà fed và bộ tài chính đứng ra đảm bảo tiền gửi của hai ngân hàng mà thôi à, và nếu như fed nghĩ là ngân hàng vẫn ổn thì tại sao lại phải đứng ra để đảm bảo thì fed nói là lý do vì muốn giảm sự ảnh hưởng đến những ngân hàng khác đó là cái sự chia sẻ của fed và không nói thêm nhiều nữa các bạn câu hỏi kế tiếp là làm ơn cho biết fed vẫn nghĩ là lạm phát đang chậm lại như hồi tháng 2 hay là như thế nào thì fed nói là đúng chúng tôi vẫn nghĩ như vậy chúng tôi vẫn nghĩ là lạm phát đang trên cái đà đi xuống nhưng mà vẫn phải chờ đợi thêm thông tin như là chúng ta cần biết thêm phần trăm lạm phát như là chỉ số cpi và tài liệu là việc làm và chúng tôi bây giờ fed lặp lại là chúng tôi vẫn đang đón xem khi mà siết chặt tín dụng thì kết quả sẽ ra sao có nghĩa là fed cũng không biết là siết chặt có kết quả như thế nào đó các bạn. Cho nên à, đây là một cái cuộc họp nó rất là khác các bạn. Fed không có còn tự tin như xưa nữa. Cho nên à, các phần tóm tắt mấy đầu đó thì thường chia sẻ các bạn có thấy là thường nói như vậy có phải hơi quá hay không? Thực ra không quá đâu các bạn. Các bạn có thể xem cái bài họp trực tiếp này của Fed chúng ta cần hãy lên trên Google hay là lên trên YouTube để tìm kiếm cái video được thâu lại thì các bạn sẽ hiểu mà thôi. Câu hỏi kế tiếp đó là làm ơn cho biết về ngân hàng Silicon Valley Bank, SVB, làm sao người dân có thể yên tâm là không có ngân hàng nào như vậy? Thì Fed nói là không vấn đề liên quan tới SVB đó là cái vấn đề riêng của ngân hàng đó mà thôi, tại vì những người quản lý ngân hàng quá yếu kém, họ đầu tư quá mạo hiểm, mở rộng quá nhanh, cho nên họ mới gặp vấn đề này chứ đây không phải là vấn đề của tất cả ngân hàng và chúng tôi đang tìm kiếm vấn đề cốt lõi là gì cái đây là cái phần mà nhiều người cảm thấy Fed uh, tiếp tục phủ nhận cái vai trò của mình trong việc là ngân hàng bị sụp đổ cứ nói là chúng tôi vẫn chưa biết chúng tôi vẫn đang điều tra xem là lý do tại sao lý do thì rất đơn giản thôi các bạn tại vì lãi suất tăng quá nhanh tôi nghĩ là ai cũng biết fed cũng biết nhưng mà đây là cái cách câu giờ câu hỏi kế tiếp là làm ơn cho biết là có phải fed sẽ tăng thêm lãi suất một lần nữa rồi sau đó cắt lãi suất như kỳ vọng của tất cả nhà đầu tư hay không thì fed nói là nếu tình hình lạm phát không tốt đó việc làm vẫn tốt thì chúng ta không nên nghĩ là sẽ có đợt giảm lãi suất nào hết có nghĩa là fed tiếp tục cứng rắn về phần này phần này thì phép tức là cứng rắn đó là chúng tôi không nghĩ đến là sẽ giảm lãi suất hiện bây giờ cho nên tóm lại đừng có hỏi nữa vì lý do là chúng tôi cần phải siết chặt dòng tiền một là tăng lãi suất hai là siết chặt tín dụng tóm lại đây chúng tôi phải làm một cái gì đó để mà siết chặt dòng tiền chứ nếu không thì làm sao để lùi lạm phát được cho nên hỏi tôi về việc khi nào giảm lãi suất thì không nên hỏi nữa cái đó đó thì có một người hỏi Fed là ông có nghĩ đến là cần sự giúp đỡ đến từ Bộ Tài chính đi mà hỗ trợ việc làm sao để làm phát hay là không thì Fed cũng rất cương quyết phần này các bạn nói không chúng tôi có toàn quyền và trách nhiệm để đẩy lùi lạm phát có nghĩa là đây là vấn đề riêng của Fed mà thôi không muốn bất cứ ai nhúng tay vào mặc dù là nhiều người cảm thấy được là tình hình đã bắt đầu không ổn rồi và kế đó câu hỏi là tại sao mà tài sản của Fed lại tăng đây là một trong những điều mình thường hay chia sẻ với các bạn là cái bản cân đối kế toán của Fed đã tăng ngược cho lên rồi Tại vì Fed đang nạp thêm không giá phiếu vào Tại vì cho vay ngắn hạn Thì Fed cũng đã nói là chúng tôi đang cho vay Cho nên cái phần đó mới tăng lên Nhưng mà có thế chấp và được đảm bảo bởi FDIC Cho nên đừng quan tâm gì hết Tóm lại Fed nói đây là cái tình trạng tạm thời mà thôi chứ không phải là mãi mãi đâu. Và câu hỏi kế tiếp đó là Fed sẽ tiếp tục cho vay cho đến khi nào? À, vì nó đi ngược lại với chính sách bán bớt tài sản của Fed. Và Fed cũng nói tương tự như vậy, đây là một cái chính sách ngắn hạn mà thôi chứ chúng tôi không có ý định là sẽ cho vay dài hạn và tiếp tục lưu trữ cái số lượng công trái phiếu này. Và câu hỏi kế tiếp nữa đó là hồi tháng 2, Fed đã nói đến rủi ro ngân hàng gặp vấn đề, tại sao Fed lại không làm gì hết? Thì Fed nói là tôi không nhớ là đề cập đến vấn đề này, bảy tuần qua quá sôi động. À, cho nên tôi cũng không bao suy nghĩ nhiều và chuyện này xảy ra quá nhanh nói chung thì Fed cũng trốn tránh không trả lời câu hỏi này và câu hỏi kế tiếp nữa đó là Fed có hứa là sẽ bảo vệ tiền gửi cho ngân hàng nhỏ thì Fed nói là Fed chỉ có thể nói là người gửi tiền chỉ cần hiểu là tiền gửi sẽ an toàn nhưng mà có thật sự là an toàn hay không đó thì thường tài sẽ chia sẻ thêm một thông tin khác với các bạn một lát nữa còn về Credit Suisse thì Fed nói là phải nghĩ UBS mua lại Credit Suisse là cái diễn biến tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng được và điều đó đã xảy ra cái tiếp nữa đó thì có người hỏi là nếu như mà Fed chờ đợi cho phần trăm thất nghiệp có cái sự tăng trưởng đó thì mỗi lần mà phần trăm thất nghiệp tăng trưởng thì lại rất khó để mà đẩy lùi thất nghiệp thì Fed sẽ có chiến dịch gì thì các bạn thấy được là Fed cũng không chắc luôn. Fed nói là chúng tôi không biết sẽ có suy thái hay là không. Chúng tôi chỉ quan tâm đến làm phát hiện giờ. Hiện giờ việc làm vẫn tốt và đương nhiên đây cũng là một cái điểm nhấn của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Các bạn đã biết là Thượng nghị sĩ Warren cũng đã nhấn về cái điểm này và đã giống như là muốn chứng minh là thực sự Fed cũng không có một cái chiến lược gì hết, lỡ như mà thất nghiệp tăng cao mà không quản lý được và câu hỏi kế tiếp là người ta hỏi là Fed cứ còn nghĩ là chúng ta có khả năng hạ cánh an toàn hay là soft landing có nghĩa là hạ cánh mềm à, thị trường sẽ không đi vào suy thoái nhưng mà làm phát chỉ được đẩy lùi thì fed nói bây giờ còn quá sớm để nói càng lâu trong tình hình này mà không suy thoái đó thì khả năng đó càng cao và kế đó nữa đó là có câu hỏi liên quan tới hiện giờ đó fed đã gửi thông báo khẩn cấp đến bao nhiêu ngân hàng rồi có nghĩa là những ngân hàng này đang gặp vấn đề rất khó khăn và fed đã gửi thông báo nói là cần phải tuân thủ ngay lập tức à, thì fed tới dòng dòng một hồi nhưng mà cuối cùng fed nói là đã gửi thông báo cho 6 ngân hàng có nghĩa là chúng ta đang có 6 ngân hàng gặp vấn đề những ngân hàng còn lại những ngân hàng nào chúng ta không biết hiện bây giờ chúng ta chỉ biết chúng ta À, có giống như là ngân hàng SVB chúng ta có Signature chúng ta à, có ngân hàng First Republic còn ngân hàng nào nữa mà đang gặp vấn đề khẩn cấp thì Fed không nói và đương nhiên câu hỏi cuối cùng là liên quan tới khi nào mà Fed mới cắt lãi suất thì Fed cũng trả lời y chang như vậy tùy theo hiện giờ chúng tôi không nghĩ đến cắt lãi suất thì những gì mà Thuận suy nghĩ về Phép thường đã chia sẻ với các bạn hết rồi. Thuận chỉ có thể nói thêm một vài điều nữa thôi. Bao nhiêu tháng ngày qua đó, mỗi lần mà chúng ta có cuộc họp của Phép thì mỗi một lần chúng ta lại biết thêm một suy nghĩ của Phép. Càng ngày chúng ta lại càng biết rõ ràng hơn. Cho đến khoảng chừng là tháng 12 và tháng 2 của năm nay chúng ta đã biết nhiều thông tin hơn, à, có thể nói được là càng ngày chúng ta lại càng rõ ràng hơn về cái chiến dịch tăng lãi suất của Fed. Khi nào mà nhân tăng, các bạn đã biết thường chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin đó rồi và những yếu tố nào mà chúng ta coi như là tốt à, thì khi những điều đó xảy ra đó thì chúng ta đều biết được là Fed sẽ làm gì kế tiếp. Tại vì chiến lược lãi suất đã được vạch ra rồi, chiến lược tiền tệ như thế nào chúng ta cũng đã hiểu. Nhưng mà với cái sự kiện gần đây đó thì rất rõ ràng là bây giờ chúng ta hầu như đã trở về con số 0 mà các bạn nghĩa là bây giờ mọi người lại không biết là fed đang suy nghĩ gì nữa à, phần lớn đó, fed tiêu trả lời là không biết và không rõ không biết và không rõ à, thì tại sao vậy thường nghĩ là không phải là fed không biết và không rõ đâu thường nghĩ là cái khả năng là fed đã có một cái dự đoán à, như thế nào khi mà siết chặt tín dụng hay là ta tiếp tục tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất những điều đó là fed à, điều đã nghĩ đến rồi chỉ là không muốn chia sẻ mà thôi có thể là chia sẻ sẽ khiến cho thị trường hỗn loạn cho nên bây giờ đó tốt nhất là không chia sẻ nhiều chi tiết để xem coi tình hình như thế nào tôi nghĩ là fed vẫn có cái sự hy vọng là nền kinh tế vẫn tiếp tục ổn người ta vẫn có công an việc làm à, và fed có thể là qua được khoảng chừng là hai tháng này khi mà tới cuộc họp tháng 5 đó, lúc đó tình hình có thể đã ổn định hơn rồi chứ còn trong cái đợt này đó thì quá hỗn loạn Fed đã từng hứa gì các bạn có nhớ không đó chính là tháng 3 này Fed sẽ chia sẻ một cái thông tin chi tiết hơn là lãi suất cao nhất sẽ là bao nhiêu tại vì mỗi khoảng chừng 4 tháng đó thì Fed sẽ nghĩ đến uh, chuẩn đoán lãi suất cao nhất sẽ là bao nhiêu đợt này thì không nói tới luôn các bạn hầu như là đã bỏ qua phần đó luôn thì uh, chúng ta coi như đã trở về cái con số không rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục đón mò xem coi là fed muốn gì và thật ra thằng nghĩ là fed cũng đang chưa biết là mình muốn gì nữa cái mà chúng ta đã thấy rất là rõ ràng đó là với cái sự không rõ ràng này thị trường chứng khoán đã có một màu đỏ rồi các bạn crypto đó thì thật ra như thường chia sẻ nó đã giảm xuống từ cái mức cao hồi sáng này nhưng mà cái mức giá bây giờ so với ngày hôm qua thì cũng không có khác gì mấy nói chung là crypto vẫn giữ được à, nhưng mà cổ phiếu đó thì không giữ được các bạn và một điều nữa các bạn đã thấy rất rõ ràng rồi khi mà in tiền đó thì rất dễ dàng in tiền là in rất là nhanh chóng và phân phối mọi nơi nhưng mà khi mà rút tiền về đó thì không hề dễ các bạn mỗi lần mà rút tiền về chúng ta lại gặp rất nhiều rắc rối chứ không đơn giản là các bạn tăng lãi suất rồi à, các bạn siết chặt dòng này dòng kia là có thể là thu lại tiền về rồi sau đó phần trăm lạm phát sẽ tự nhiên trả thế vậy đâu các bạn mỗi lần các bạn có những động thái này đó lại dẫn đến à, những sự kiện như thế này tại vì Nói chung đó là thị trường tài chính trên thế giới luôn không phải là riêng gì Hoa Kỳ các bạn, nó đang bị giống như nghiện như đây các bạn. Đó là một cơn nghiện liên quan tới lãi suất thấp. Mọi người đã quá quen rồi, có thể nói là mấy mươi năm nay đó, mọi người đã quá quen tới việc là tiền à, dễ đi vay mượn những công ty họ cũng đã quá quen à, đi vay mượn lãi suất thấp rồi. Bây giờ tự nhiên lãi suất lại tăng cao như vậy đó khiến cho những công ty này không thể nào mà thích hợp được. Và khi mà Fed không những là tăng lãi suất mà còn lại muốn rút tiền về nữa đó thì uh, thị trường bị một cú sốc các bạn, nhất là với cái tốc độ mà Fed đã làm uh, cho nên trên căn bản đó khi mà tiền đã được in ra rồi khi mà lạm phát xuất hiện thì chúng ta không thể trả cho về được à, Và nếu như các bạn không tin các bạn có thể dễ dàng lên trên Google tìm kiếm những cái biểu đồ liên quan tới công trái phiếu phải tăng lưu trữ các bạn sẽ biết được là khi đã bắt đầu tung tiền ra rồi thì thu lại hầu như điều mà không làm được từ trước tới bây giờ Còn à, về lạm phát đó thì các bạn được là lạm phát có thể là được đẩy lùi nhưng mà phải trả một cái giá rất là đắt giống như là Paul cửa hồi xưa à, và một là điều nữa các bạn cần phải nên nghĩ đó là nếu như mà Fed có thể chống chọi kéo dài được thêm một năm nữa mà một năm sau giá hàng hóa cũng như năm nay mà giá hàng hóa năm nay đã, đã là rất cao so với hai ba năm trước rồi lạm phát là rất là cao ai cũng than phiền hết các bạn đi chợ các bạn đi đổ xăng các bạn đều thấy được là tất cả đều tăng giá hết các bạn cho tiền điện tiền gas cũng như vậy nhưng mà nếu như mà cái con số này vẫn duy trì được cho đến khoảng chừng một năm sau đó thì phần trăm lạm phát lại trả về là hai phần trăm các bạn một hai phần trăm thì lúc đó mọi người nói là chúng ta coi như là chiến thắng lạm phát rồi lạm phát vẫn ở mức nhà chúng ta mong đợi là hai phần trăm nhưng mà thật sự cái giá nó đã tăng rồi các bạn và cái giá nó không có trả cho về như cái mức cũ chỉ là đây là một bài toán mà thôi đợi 12 tháng nữa thì so sánh cái mức giá lúc đó với bây giờ thì chúng ta đã thấy được là ồ oh, bây giờ chúng ta đã không còn làm phát nữa <laughs> nhưng mà đâu phải đó các bạn làm phát đã xuất hiện và sẽ tiếp tục ở đây cho nên đó là một cái thuế vô hình các bạn mà nó tước đi cái quyền được mua của các bạn vì lý do đó đầu tư là cách duy nhất để các bạn có thể chống lại lạm phát đó là sự thật các bạn đương nhiên cần phải lưu trữ một số tiền mặt để các bạn làm chuyện cần thiết rồi nhưng mà tiền mặt không phải là nơi các bạn có thể lưu trữ số lượng lớn và không thể xem đó như là một cái tài sản lưu trữ lâu dài được tại vì nó sẽ bị ăn mòn bởi lạm phát chúng ta không nên tích lũy quá nhiều một thứ gì mà người ta có thể in ra được